Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của Hai Lúa Miền Tây để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đây quý vị ơi. Để cũng đặt đặt không ha. Để cũng đẹp đẹp không ha. Rồi, chào em. Dạ em chào em Tấn. Em chào cô chú anh chị trên toàn quốc ạ. À. Hôm nay em tiếp tục lên cho cô chú anh chị mình 28 phôi mai vàng ha cô chú anh chị. Hình thức giao lưu của em cũng vẫn là bao sóng bao ship trên toàn quốc. Số điện thoại giao lưu của em là 0345 819 849 ha cô chú. Rồi ông cô chú xem clip ủng hộ em ha. Rồi để không mất thời gian cô chú mình vào cây số 1 luôn ha cô chú. Rồi số 1 đây quý vị. Chiều cao là 75. Rồi 75 cái hoành. Hoành là 28. 28 hoành quý vị. Cái gì một đồ đế khá là đẹp ha cô chú. Thân cành co lắc đế mình thấy em này đẹp quá đây quý vị. Trong mình nó thì nó nu mắt trúc cho quý vị. Nó mắt trúc ha. Nó mắt trúc. Quá đẹp, một nồi đế bích chịch luôn cô chú ơi. Giờ tại cái nồi đế khá là duyên cô chú. Đế đây, đó. Này là bầu nhiêu đế nhiêu luôn nè. Cứng trong cái bầu trơn ha. Bích bầu luôn cô chú ơi. Cây quá đẹp. Rồi, giá luôn nhiêu đen? Dạ 1 triệu 3. Triệu 3 cây đẹp quá. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 2 luôn nha quý vị. Rồi mã số 2. Chiều cao là 50. Hoành là 31. Rồi 31 hoành. Đấy đây quý vị. Hoành to giá nhỏ nè cô chú mình đây. Dạ luôn như em. Dạ 1 triệu mốt anh. 1 triệu mốt đế nè quý vị. Ê là đế luôn. Rồi xuống cây luôn. Mã số 3. Chiều cao là 1m1. Hoành là 27 hoành. Rồi hoành 27. Tay cành xè. Đó phong bố vậy cũng ok quá rồi hả quý vị. Rồi để luôn. Ở đây quý vị, quý vị quan sát kỹ đế em nói ha. Đế khá cũng khá là đều ha cô chú. Khá đế quá này. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ 900 anh. Rồi, xuống cây 900.000. Rồi, tiếp tục luôn. Số 4. Mã số 4. Đế quá xa đế dữ luôn. Chiều cao là 55. Hoành là 33. Rồi, 33 hoành luôn quý vị, hoành bự nha. Cây này nồi đế nó khá là to ha cô chú. Đây, đế đây. Đó. Để em đo khảo cái đường kính bầu 55. 55 luôn. Vậy luôn nhiêu em? Dạ 1 triệu 2 em. Rồi, cây to giá nhỏ luôn, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 5. Rồi, số 5 đây quý vị. Số 5. Chiều cao là 45. Hoành là 34 hoành. Rồi 34. Tại nó bẻ co co ngẩn 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 vậy đo dính như quý vị. Đế đều quá ha cô chú. Đế thì dưới nè. Rải ngoài bầu nè. Sẽ đều ngoài bầu luôn ha. Rồi giao luôn nha em. Dạ 1 triệu mốt anh. Rồi 1 triệu mốt. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 6. Chiều cao là 50. Hoành là 32. Rồi, 32 hoành. Đế quá đẹp cô chú ơi. Đây. Đế bọn cây này đều quýt bầu luôn cô chú mình ạ. Rồi, giá luôn như đây. Dạ 1 triệu anh. 1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 7. Chiều cao là 92. Hoành là 33. Rồi 33 hoành. Cây sắc lớn của chú ơi. Đây, cái bị lưng thì quá xa đi. Cái chiều trước cũng có đây ha. Đó. Cộng ơn trước chắc bằng chân cái à ha. Rồi, giá luôn như đem. Dạ 1 triệu anh. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 8. Chiều cao là 77. Hoành là 29. Rồi.
Rồi đế khá là đều ha cô chú. Rồi xuống đế nha quý vị. Đây, để đây. Rồi, giá luôn như đây. Dạ 800 không? Rồi, xuống cây, 800.000. Khoan khoan, đó số 8 hay số 6 anh coi. Số 8. Số 8. Này số 9 nè. À. Số 8. Này số 9. Chiều cao 85. Quanh là 31 quanh. Rồi. Rồi để luôn. Quanh 31 nha quý vị. Nồi đế khá là đều cô chú mình ạ. Nó cuộn 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 ở trong luôn ha cô chú. Đây. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ 800 anh. 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 10. Chiều cao là 80. Hoành là 22. Rồi, 22 hoành. Kệ có duyên quá cô chú ơi. Tại cạnh bỏ điều hả cô chú. Ha, co lắc nữa nè. Rồi, để nữa nè. Để cũng đều trơn nè quý vị. Đó. Rồi, giá luôn nhiêu em? 350 anh. Rồi, xuống cây, 350. Mã 11. 11. Chiều cao là 56. Hoành là 24. Rồi, xe xe luôn. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 250 anh. Rồi, 250, xuống cây luôn. Mã 12. Chiều cao là 60. Hoành là 27. Rồi, 27. Đế, còn đế bắp quá không ơi gì. Đế nó quay quái của chú ơi. Rồi, giá luôn nhiêu đen? Dạ 450 anh. 450. Rồi, xuống cây luôn. Cụ chứng minh. Mã số số 13. 13. Chiều cao là 59. Còn là 25. Rồi, xe xe luôn. Cái này nó bị lũa đây xíu nha cô chú. À, có cái sẹo ngay cho đó xíu. Liền rồi cô chú anh chị mình đây. Nó kéo thẹo liền rồi cô chú mình đây. Áp sát cho quý vị xem nè. Đó. Sẹo thôi chứ cũng gần khép kính này hả quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ 250 anh. Rồi, 250. Rồi, xuống cây. Ê. Mã 14. Chiều cao là 34. Quành là 31. Rồi, 31 quành luôn. Nó chơi lùng lực luôn. Giống cái nàng gì mà đứng dơ hai cái tay ra quá hai cô chú. Dạ luôn như đem. Dạ 800 anh. Rồi, xuống cây luôn, 800. Rồi, mã số tiếp theo. Mã 15, chiều cao là 34. Quành là 26. Rồi. Đây quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ 450 anh. Rồi, xuống cây, 450.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 16. Cao 50. Hoành là 23. Rồi, xe xe luôn. Để luôn đây quý vị. Một đống đế luôn cô chú mình ơi. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, đầu đinh luôn. Một cây đầu đinh. Chiều cao là 15. Hoành là 22 hoành. Rồi, xe xe luôn. Khá là có duyên ha cô chú. Rồi, xuống luôn nhiêu em? Dạ, cái này 400 anh. Rồi, 400, 6, 17. Rồi, tiếp tục luôn. 18. Chiều cao là 44. Hoành là 25. Rồi, 25 hoành. Giống cái hộp xài quá ha cô chú. Này cô chú mình về sắm cái tròn hộp xài để vô trồng cũng đẹp lắm cô chú ơi. Rồi, giá luôn nhiêu đen? Dạ 450 à. 450 ha. Rồi, xuống cây luôn. 9. Số 19. Cao 32. Hoành 24. Rồi, 24 hoành. Để đây. Mini mà nó cũng đẹp ha cô chú. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ 300 anh. Rồi, xuống cây luôn, 300. 20. Mã 20, chiều cao 43. Hoành 19. Rồi,
thân lắc lượng có duyên lắm cô chú ơi. Rồi vậy luôn nhiêu đen? Dạ 300 anh. Rồi xuống cây luôn 300. Rồi 21. Chiều cao là 110 một tấc. Hoành 23 hoành cô chú ơi. Cây đầu đinh khá là đẹp ha cô chú. Rồi vậy luôn nhiêu em? Dạ 300 anh. 300. Rồi xuống cây. Thêm em nữa đây. Mã 22. Chiều cao 15. Hoành là 20 tính của chú mình 23 thôi, gần 24 đó. Đế khá là đẹp của chú. Giá luôn như đen. Dạ 250 anh. 250. Thêm em nữa đây. Đây. Mã 23, chiều cao cũng 11 12 gì cô chú ơi. Hoành 21. Rồi để đây. Đồ hình thú nè. Đây một con thú mini nè, cô chú anh chị mình nó đang nằm bẹp xuống nè. Rồi giao lưu như đây em. Dạ 250 anh. 250. Rồi cây luôn. Mã 24, chiều cao 55. Hoành 28. Rồi. 28 hoành. Tay cành bự quá ha. Tay cành đường thân nó cũng có duyên lắm cô chú mình ơi. Cành bự bằng cần dạ. Chánh luôn, còn đế cũng cộng bự bự không nè. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ 600 anh. Xuống cây 600. Cây bay bay. Cô chú anh chị mình tham khảo cây bay này giùm em ha. Cành bay của nó là 1 mét. Hoành là 20, tính cô chú mình là 28 hoành thôi. 28 hoành. Bay tầm lum luôn cô chú ơi. Dù đế nghe quý vị. Đế cộng lực 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 không em. Đế khá là đẹp hả cô chú, bích bầu của chú ơi. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ 1 triệu anh. Rồi, xuống cây 1 triệu. 58 hoạch cây bài. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 26. 6. Chiều cao 58. Hoành là 23 hoành. Rồi 23 hoành. Cây đường thân có duyên lắm cô chú ạ. Rồi đế luôn ha. Rồi giá luôn nhiêu em? Dạ 500 anh. Rồi xuống cây 500. Tiếp theo luôn. Mã 27. 7 đây rồi quý vị. Chiều cao là 67. Hoành là 22. Rồi 22. Rồi đế luôn. Đế cũng đều luôn ha. Dạ. Đế quá nè. Đế cũng khá ok của chú mình nè. Rồi giá luôn như đen. Dạ chỉ có 250 ha anh. 250 ha. Rồi dạ. Xuống cây. Mã cuối cùng. Mã cuối cùng mã số 28 của chú ơi. 8. Chiều cao là 56. Hoành em nói là 30, gần 35 tính của chú mình 34 thôi. Rồi 34 hoành. Thân thì cũng u lục dạ, cục. Cây này nó khá là già cây rồi ha cô chú anh chị. Lục cục ha. Để đây. Quá đẹp. U nặng luôn. Rồi, giá luôn như đen. Dạ 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu ha. Dạ. Rồi, giờ lại muốn nói cái gì không em? Dạ, cô clip thì em cũng xin chúc cô chú anh chị mình xem clip vui vẻ ha. Và mua cây ủng hộ em ạ. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều là. Và hẹn lại cô chú anh chị mình clip sau ạ.